nhiều cuộc gọi bảo tao mày không nghe lời tao, tao đã dặn mày thế rồi, mày mày đang chơi tao đấy, mày không cần con à, mày cần tiền à, thì tao cho mày đến đúng 12 giờ không thương lượng, không 12 giờ mà không nhận được tiền thì coi như là đừng nhìn thấy con nữa. Đây là lời kể của phụ huynh bé trai 7 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc 15 tỷ đã xảy ra vào ngày 14 tháng 8 năm 2023. Khi nhắc lại, anh vẫn còn thấy kinh hoàng. Liên quan đến vụ việc này, trưa ngày 15 tháng 8, phóng viên đã có mặt tại nhà của cháu bé để tìm hiểu thông tin. Cha cháu bé cho biết, khoảng 18 giờ 45 ngày 14 tháng 8, khi vừa đi tập thể dục về đến nhà, anh đã gặp con trai đi xe đạp ở ngoài ngõ. Không ngờ sau đó ít phút thì con bị bắt cóc. Và đây là đoạn phim ghi lại cảnh nghi phạm bắt cóc bé trai. Lúc này, nghi phạm thấy một bé trai 7 tuổi đang đạp xe đến bắt chuyện. Khi nạn nhân dừng lại thì nghi phạm lao xuống khống chế, bắt lên xe rồi nhấn ga bỏ trốn. Sau đó, nghi phạm gọi điện yêu cầu vợ chồng anh phải chuẩn bị 15 tỷ để chuộc con. Lúc đấy thì vợ chồng anh đã biết là con mình bị bắt cóc chưa? Chưa. Hay là vẫn chưa tin? Chưa tin. Thì sau đó thì như thế nào? Sau đó thì anh bảo chị gọi lại xuống đấy. Thì nó tắt máy, thì nghe ra sau đó nó tắt máy. Nghe ra giọng đàn ông tắt máy thì lúc đấy mình biết là đúng rồi, bị bắt cóc. Lúc trước là nửa bán tin nghi thôi. Lúc đấy ra là anh cảm nhận luôn con bắt cóc rồi, là anh chưa kịp check cam gì cả. Anh bảo chị ở nhà là nhiệm vụ ở nhà check cam, còn anh lúc đấy là anh đã gọi cho công an rồi, và anh chạy ra thẳng công an anh báo rồi. Họ phải nhận đến 20-30 cuộc, nhiều lắm. Nó gọi bằng mấy số? 2-3 số rồi. Gọi xong một số gọi 2-3 cuộc, không lại rút sim, lại đổi sim, tắt máy, đủ kiểu. Bảo là có nhiều cuộc gọi bảo tao mày không nghe lời tao, tao đã dặn mày thế rồi, mày đang chơi tao đấy, mày không cần con à, mày cần tiền à, thì tao cho mày đến đúng 12 giờ không thương lượng, không 12 giờ mà không nhận được tiền thì coi như là đừng nhìn thấy con nữa. Ban đầu mẹ cho bé nói chỉ mới chuẩn bị được 7 tỷ nhưng nghi phạm không đồng ý. Cuối cùng, người cha phải gom cả tiền mặt và ngoại tệ được 13 tỷ thì đối tượng mới đồng ý và yêu cầu làm theo hướng dẫn. Cũng theo lời người cha, kẻ bắt cóc yêu cầu một mình vợ anh mang tiền đi trao đổi, không được cho người đàn ông nào đi cùng. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 15 tháng 8, nghi phạm Nguyễn Đức Trung bị bắt giữ khi đang khống chế bé trai trong một khu công nghiệp tại tỉnh Hà Nam. Theo lãnh đạo công an Hà Nội, thời điểm bị bắt giữ, Trung đã dùng súng cao su chống trả, bắn vào đùi phải một chiến sĩ thuộc đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên, khiến cán bộ này bị thương. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.